Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món cơm cháy lắc. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là gạo. Phần gạo thì mình dùng 350g và một ít muối. Đường thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh và 2 trái ớt, 3 thép tỏi, vài cọng hành lá. Và phần nước mắm thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh. Ở đây mình sẽ dùng muỗng canh nhé. Và đây là con ruốc sấy nè các bạn. Ruốc sấy thì mình sẽ dùng khoảng 10g. Và 10g trà bông. Đây đây mình dùng trà bông gà. Các bạn có thể dùng trà bông gà hoặc là trà bông heo cũng được. Rồi như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ đem gạo đi vo cho thật sạch rồi mình nấu cho chín nhé. Mình nấu như là mình nấu cơm bình thường mình hay ăn vậy đó. Trong thời gian mà mình đợi cho cơm chín, bây giờ mình sẽ xắt hành lá. Phần hành lá này mình lấy cái phần lá thôi, mình bỏ cái phần gốc đi. Sau đó mình sẽ xắt nhuyễn. Phần tỏi ớt thì mình sẽ băm nhuyễn. Bạn nào thích ăn cay nhiều các bạn bỏ ớt nhiều vô nha. Phần lá này thì mình sẽ cho vô một ít muối và một ít đường nữa. Sau đó mình sẽ đun sôi dầu ăn rồi mình chế vô. Dầu ăn đã sôi rồi mình chế vô. Chỉ cần chế một lượng vừa đủ là được rồi. Vừa ngập cái phần hành lá của mình, làm cho phần hành lá của mình nó chín. Mình đã cho vô chén khoảng 2 muỗng canh nước. Tiếp theo là mình sẽ cho hết phần đường vô. Mình cho hết phần nước mắm vô luôn. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên, khuấy đều cho phần đường này tan ra. Sau đó mình sẽ cho phần tỏi ớt vô. Và mình khuấy đều lên. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái độ mặn ngọt cho hợp khẩu vị nha. Còn bạn nào thích ăn chua hơn thì các bạn có thể nặn vô một ít chanh cũng được. Chuẩn bị một cái khay nướng và một miếng giấy nến như thế này. Sau đó mình sẽ cho cơm vô. Cơm mình nấu vừa chín tới luôn nè. Các bạn banh cơm cho đều đều ra nha. Mình không cần phải ém chặt quá đâu. Chỉ cần các bạn ấn ấn cho cái phần cơm nó dính lại với nhau là được rồi. Phần cơm mình đã banh cho đều ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Các bạn có thể dùng dao hoặc là cái đồ cắt bột để mình cắt cũng được. Rồi các bạn thoa lên một ít nước để mình cắt cho nó không có bị dính. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành những phần bằng nhau. Mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ đem để vô trong lò nướng để mình sấy cho cái phần cơm này nó khô lại. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 40 phút. Nếu mà các bạn không có lò nướng thì các bạn có thể đem ra ngoài nắng để mình phơi cũng được. Và nếu mà các bạn phơi ngoài nắng thì các bạn có thể phơi một nắng hoặc là hai nắng, thì theo nắng gắt hay là nắng vừa nhé. Phơi cho đến khi nào phần cơm của mình nó khô là được. Phần cơm mình đã nướng cho nó khô rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Mình bắt lên bếp một chảo dầu và dầu đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho cơm vô mình chiên. Các bạn nhớ là dầu là phải thật là nóng luôn nha. Cái phần dầu của mình phải thật là sôi á thì cái hạt cơm nó mới nở ra nha các bạn. Nó nở ra mình ăn nó mới giòn. Chiên cho hai mặt nó vàng giòn thì mình sẽ gấp ra. Cái miếng cơm cháy này nó đã vàng vậy mình sẽ gấp ra. Lúc chiên thì mình sẽ chiên với lửa lớn. Các bạn nhớ là dầu là phải thật là sôi nha. Nếu mà dầu mà chưa có sôi quá thì các bạn bỏ cơm vô mình chiên á thì cái hạt cơm của mình nó không có nở và nó bị chai á. Khi mình ăn thì sẽ rất là cứng. Và miếng nào vàng thì mình sẽ gấp ra và để vô giấy thấm dầu. Hơi vàng là được nha các bạn, không cần phải vàng quá. Rồi bây giờ mình cho cơm cháy vô trong cái tô. Các bạn bẻ ra cái miếng nhỏ như thế này. Vừa thôi nha, các bạn đừng bẻ nhỏ quá. Mình bẻ chia làm hai là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho con ruốc sấy vô nha. Tiếp theo là mình sẽ cho mỡ hành vô.
Rồi tiếp theo là mình sẽ chan nước mắm vô. Chan khoảng chừng 2 muỗng nước mắm là được rồi. Rồi sau đó mình lấy bọc thực phẩm đó các bạn, mình bọc lại. Các bạn cũng có thể cho vô trong cái hộp cũng được, rồi mình đậy nắp kín lại, sau đó mình sẽ lắc. Các bạn lắc nhẹ thôi nha. Mình lắc vừa vừa như thế này thôi, không cần lắc mạnh quá. Nếu mình sóc mạnh quá có những cơm giái của mình á, tại vì nó đang giòn, mình lắc mạnh quá nó sẽ bị bể ra. Sẽ gỡ cái bọc thực phẩm ra. Rồi bây giờ mình múc ra ngoài dĩa thôi. Hốt ra ngoài dĩa. Mình hốt ra dĩa xong rồi mình mới cho phần trà bông vô sau. Bây giờ mình cho trà bông lên. Nếu thích ăn trà bông nhiều thì các bạn cho nhiều vô. Còn cái phần cơm cháy còn lại thì mình cho ra ngoài dĩa này các bạn. Rồi cái này thì mình làm mình không có lắc, mà mình sẽ trét lên. Cho mỡ hành lên. Các bạn có thể làm theo hai cách, cách nào cũng được. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái món cơm cháy lắc rồi. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Wow, các bạn nhìn nè. Miếng cơm cháy của mình nó chiên nó phồng lên như thế này nè. Ăn là nó sẽ rất là giòn luôn á. Cơm cháy rất là giòn luôn đó các bạn. Giòn như là mình ăn cái hạt cơm gì đó. Còn phần trà bông thì rất là vừa ăn luôn. Có phần nước mắm vô cay cay nè, mặn mặn ngọt ngọt nữa. Hành lá thì ăn rất là thơm. Hai cái dĩa này ăn thật ra thì nó như nhau thôi. Nhưng mà có điều thì cái dĩa bên đây á, thì mình để cho mình lắc nó. Còn bên đây thì mình chét lên thôi. Cái dĩa bên đây khi mình ăn thì mình chỉ việc cầm một miếng như thế này nè các bạn, rồi mình cắn ăn thôi. Còn cái dĩa lắc ở bên đây thì mình phải dùng đũa để mình gấp. Rồi giờ để mình ăn thử cái miếng này nha. Ngon không thể nào tả nổi luôn á các bạn. Còn hành lá thì thơm thơm nè. Rút sấy thì ăn nó giòn giòn mà nó thơm thơm nữa. Có phần nước mắm vô nữa nha các bạn. Nước mắm vô chan lên nó mới đậm đà. Bình thường thì mình thấy người ta bán cơm cháy trà bông ở bên ngoài các bạn. Cái miếng cơm cháy nó tròn tròn nha. Nó tròn tròn thì rắc trà bông lên trên nó. Hình như là mình không thấy có mỡ hành hay gì á, chỉ thấy có trà bông thôi à. Ở nhà thì mình làm nguyên một miếng gì cũng được, nhưng mà khi ăn thì mình phải bẻ ra. Còn mình cắt nhỏ ra như thế này nè các bạn, khi ăn rất là gọn luôn. Và mình chiên cũng rất là dễ nữa. Cay quá. Mình không cần phải ra ngoài để mình mua cơm cháy. Ngay tại nhà thì mình cũng có thể làm món cơm cháy trà bông như thế này nè các bạn. Rất là dễ làm à, rất là ngon nha các bạn. Ngon tuyệt vời luôn á. Đây, các bạn nhìn nè. Miếng cơm cháy của mình nè, rất là hấp dẫn luôn á. Khi mà mình nhai vô các bạn, nó có cái mùi thơm thơm. Mùi thơm của cơm chiên á. Cơm mình chiên giòn phồng lên nó rất là thơm nha. Kết hợp với lại tất cả các nguyên liệu này nè, nó tạo nên một cái hương vị rất là đặc biệt. Và các bạn ơi, video làm món cơm cháy lắc của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!